Dạ vâng, em xin chào tất cả mọi người ạ. Em là Hoàng Thịnh hàng bánh Nhật ạ. Hôm nay thì em có lên thêm một số các cái món đồ nha các bác nhé. Hôm nay thì em có lên thêm là một số các cái nồi cơm điện này. Nồi cơm điện của hãng Natison này, nồi Tiger cũng như là nồi của Mitsubishi các bác nhé. Và một số các cái có bộ ấm chè và xẻng hãng Con Voi này, cũng như là cái sạc và rìu đi rừng, dao đi rừng này các bác, và dụng cụ đồ nghề sửa chữa này, và có thùng đồ nghề, cáp và gậy đánh bóng chày, cũng như một số cái con dao bếp nha các bác nhé. Đấy, một số cái cây dao bếp. Và hôm nay thì em lên mã C nha các bác. Đầu tiên là mã C1 ạ. Đầu tiên là mã C1. C1 thì em lên một cái nồi của hãng Natison nha các bác nhé. Đầu tiên là một cái nồi của hãng Natison. Cái nồi này thì em có kiểm tra và cũng có cắm giấy test rồi nhanh nhá. Đây ạ, đây là phần bên trong nồi, lớp sơn, lớp xi mạ, lớp sơn của nó là cái lớp 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 sơn trong này này, nó vẫn đang còn mới nhá các bác nhé, và không tình trạng không có bị chảy xước hay gì hết. Đấy, hàng còn rất là đẹp nhá các bác, hàng cực kỳ đẹp luôn. Cái nồi này dung tích là cái nồi cũng khá là nhỏ nhé. Thì đây em sẽ đo chiều cao. Đây ở trong này thì nó có các cái, đây có các cái thông số như thế này này. Đấy, em thì cũng không có rành tiếng Nhật cho lắm, cho nên là em không rành tiếng Nhật cho nên là em cũng không 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 có ấy. Thì em cứ đo như này cho cụ thể này, thì chiều cao của nó là 11,5 như các bác nhé, và cái đường kính của cái nồi này thì em đo được là 19,5 này, 19,5. Còn về cái phần gioăng rủng này thì em cũng có kiểm tra hết ở đây các bác. Đấy, đây những cái nắp này của nó này, lớp gioăng này nó còn mới nhé các bác nhé. Đấy, lớp gioăng này không có bị rách hay bị gì hết, nồi thì cũng đã qua sử dụng rồi. Đấy, đây những cái nút lấy đây, và em có cắm đây. Bây giờ em sẽ cắm điện em test để các bác xem nồi hoạt động thì còn khá ok, tất cả phụ kiện đi kèm theo đầy đủ đây này, những cái này như cả cái ghế hơi của nó trong này có bi hay gì. Đấy như các bác nhé, cắm là đồng hồ lên này. Đấy, tất cả các chức năng này em có bấm đây. Đó, tất cả các nút là hoạt động bình thường nhé các bác nhé. Thì nó cái này nó có nhiều chế độ nấu, thì em cũng không có rành là mình nấu như kiểu gì hay như nào, nó ví dụ chỉnh giờ hay chỉnh phút ở đây này chẳng hạn vậy. Thứ là nó có giờ để mình điều chỉnh ấy. Đấy, mình chỉnh bao nhiêu giờ là nó sẽ tự lấy chẳng hạn thế. Thì em cũng không, thì bác nào có dành những cái sử dụng những cái nồi cơm điện của Nhật này quen ấy thì các bác mua về các bác xài nhé. Mã C1 là 500k nhé các bác nhé, C1 500k. Thì ở trên này thì tất cả đây thông số tem mác trên này này có chữ HI, nữa là hàng giống như kiểu là hàng 2B hay gì đấy. Thì em cũng không 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 có rành nhiều lắm, và đây là cái số hiệu của nó đây. Đây số hiệu của nó đây. Đấy, tình trạng thì cũng không có bị bể hay bị vỡ gì các bác nhé. Tất cả đều ok. Cái lớp bên ngoài, mặt bên ngoài này của nó thì cũng bị đây này, nó cũng chỉ bị chảy nhẹ như thế này thôi. Đấy, cái này về các bác lau sơ đi thì nó sẽ sạch sẽ đấy các bác nhé. Còn đây là đằng sau nồi này, cái nồi các cái nồi cơm điện của Nhật ấy thì hoàn toàn là sử dụng điện 100 với 110 các bác nhé. Cái nồi này là điện sử dụng điện 100V này. Công suất của nó là 1210W các bác nhé. Công suất là 1210W. Đấy, dung tích của nó là 1 lít ở đây. Nồi này nồi 1 lít, từ dung tích 1 lít này. Còn đây là tem mác của Nhật, thông số đây các bác nhé. Dây điện đầy đủ này. Đấy. Thì mã C1 là 500k nha các bác. Mã C1 500k. Đó, tiếp theo là C2. C2 em cũng lên một cái nồi nữa, cái nồi này thì của hãng Tiger nha các bác nhé, nồi của hãng Tiger này có chữ HI ở đây. Đây tất cả phụ kiện đi kèm theo còn đầy đủ này các bác này, phụ kiện kèm theo còn đầy đủ. Cái này bên trong nó là cái này như kiểu hơi nó lên thì nếu như là cái nước ấy thì nó sẽ vào đây này. Đấy, chứ nó không có bị chảy tùm lum ra ngoài các bác nhé, dễ dàng vệ sinh nha các bác, dễ dàng vệ sinh.
Các chức năng thì còn ok này. Đấy, bên trong nhé, gioăng riếc còn đẹp này các bác này, không có bị rách hay bị gì hết. Không có tình trạng không bị rách hay gì hết. À đây, rồi ok. Đấy, còn nồi thì cái nồi này thì nó cũng, nồi này em đo được nó cao khoảng hơn 12 này các bác này. Và cái đường kính của nồi thì là được 19 nhá các bác nhé. Đường kính thì được 19. Ở bên trong đáy nồi đây thì cũng bị trầy xước nhẹ một chút thôi. Bị trầy xước nhẹ một chút thôi. Cái dòng sản phẩm, cái dòng của Tiger thì là một cái dòng nồi nổi tiếng nhé các bác nhé. Và đằng sau này tem mác của nó đây. Đấy. Con này thì cũng là sử dụng điện 100 này. Và một công suất là 1200W các bác nhé. 1200W. Đấy, made in Japan đây các bác này. Dung tích của cái nồi này cũng là nồi 1 lít đây các bác nhé. Nồi 1 lít. Mã C2 là 450k nhé các bác. C2 là 450k. Tình trạng còn đẹp nhé. Không có bị vỡ hay gì hết nhé các bác nhé. Không có bị vỡ. Đây, cắm. Đây, lên đầy đủ các bác này. Đồng hồ lên hết này. Và đây giống như kiểu là họ hầm hay gì thì em không rành nữa. Tất cả các nút hoạt động bình thường nhé các bác. Rồi, ok. Mã C2 là 450k. Tiếp theo là C3. C3 em lên một cái nồi. Cái nồi của hãng Nitison này. Đấy. Ở nắp trên này phụ kiện còn đầy đủ đây. Cái này thì em chưa có lau chùi vệ sinh gì hết. Em chưa có lau chùi. Thì các bác nào chốt cái nào thì em sẽ lau chùi vệ sinh sạch sẽ rồi trước khi gửi hàng đi các bác nhé. Nên các bác yên tâm. Giờ này hàng nó hơi vội cho nên em chưa có kịp làm. Đây là bên trong nồi là như thế này đây các bác. Đấy. Gioăng rủng là còn ok này các bác này. Đấy. Không có bị rách hay bị gì nhé các bác nhé. Không bị rách hay gì hết. Đây con này lắp như thế này. Thì cái nồi này thì ở bên trong nó thì còn đẹp đây các bác này. Đấy bên trong thì còn đẹp. Nó cao là 12 và nó đường kính của nồi là 19 này các bác này. Cao 12 đường kính 19. Tình trạng còn ok các bác nhé. Đây bề mặt xung quanh đây thì còn đẹp này, không có bị vỡ hay gì. Ngay cả cái phần tem bọc lớp giấy bóng đây đang còn này các bác này. Đấy, lớp giấy bóng tem bọc đang còn đây. Phần này thì nó cũng hơi bị giống như bị sét nhẹ này, nhưng mà bọc mình bỏ cái lớp giấy bóng này ra ấy, mình lau chùi sơ một tí sẽ sạch sẽ các bác nhé. Sạch sẽ luôn. Thì cái nồi này thì họ sử dụng điện 100, công suất là 1200. Cái nồi này cũng là nồi 1 lít các bác nhé. Cũng là nồi 1 lít. Có chữ IH này. Là dòng 2 bi nha các bác nhé. Dòng dòng 2 bi. Đồng hồ hoạt động bình thường nhé các bác nhé. Đấy, nghe cả có tiếng quạt gió ở đây này các bác này. Đấy, ở dưới là có quạt gió các bác nhé. Có quạt gió. Đấy, bị tụt ra mất rồi. Rồi. À đây. Tức là nó có các cái nút điều chỉnh như này các bác. Đấy. Thì, đây. Ví dụ đây cộng trừ phút nấu hay gì đây này. Đấy. Hoạt động bình thường các bác nhé. Mã C3 là 450 ạ. Mã C3 là 450. Dạ, tiếp theo là mã C4 ạ. Tiếp theo là mã C4. C4 em lên cũng lên một cái nồi. Cái nồi này thì của hãng Mitsubishi. Đấy, trên phần trên này thì có tem mác ở đây. Đấy, tem mác còn trên này. Đấy. Nắp nước này kia là đầy đủ nhé các bác nhé.
Đây cái này thì cũng mình có thể mở ra như thế này, dễ dàng vệ sinh lau chùi này các bác này. Đây. Rồi. Nồi còn đẹp nữa các bác. Đây, tất cả cái lớp gioăng của nó này, tất cả các cái dòng nồi cơm điện này thì em thấy đây viên bi của nó đây, cái dòng dòng 2 bi này. Ở đây một bi, đây bi nữa. Thì các cái dòng nồi cơm điện này người ta quan trọng nhất vẫn là cái lớp gioăng này và cái nồi ở trong này các bác nhé. Đây lớp sơn xi còn mới còn đẹp nha các bác nhé. Còn mới còn đẹp, nồi này nồi nhỏ, dòng này dòng 1 lít này. Dòng nồi 1 lít. Nồi rất là dày nha các bác nhé. Đây nó rất là dày đây này. Nồi của Nhật thì rất là dày. Hàng đẹp này các bác. Con này thì còn đẹp. Đây thông số ở đằng sau. Ở đây con này thì thông số nó bên hông này. À, cũng dùng con này thì dùng điện 100 nhé các bác nhé. Và công suất là 1250W. Dung tích là 1 lít này các bác này. Đấy, dung tích 1 lít. Rồi. Đấy, đồng hồ lên đầy đủ này các bác. Đồng hồ lên đầy đủ này. Tất cả các nút hoạt động bình thường này. Cái nồi này thì họ có nhiều cái chế độ nấu hay như nào ấy thì các bác xài quen thì các bác mua về các bác xài nhé. Thì cái này em không rành, còn tất cả các nút thì hoạt động bình thường đấy các bác. Đó. Cũng có quạt đầy đủ nhé các bác nhé. Này. Có quạt quay đầy đủ nhé các bác, có quạt chạy đầy đủ. Mã C4 là 750 nhé các bác, C4 là 750. Đã, tiếp theo là mã C5. C5 thì em lên một cái nồi của Mitsubishi nữa. Đây tem mác đầy đủ. Cái này thì hình thức mẫu mã nó gần như cái kia. Nó chỉ hơi khác nhau một chút xíu thôi. Đây, cái này cũng ok, không có bị gãy hay gì bẻ gì các bác nhé. Không có bị gãy hay bị bẻ gì hết. Cái này giống kiểu để nước hơi khi mình nấu cơm, nước nó chảy lên đây thì nó sẽ tràn vào trong này chứ nó không bị dơ ra ngoài các bác nhé. Thì dễ dàng, mình dễ dàng vệ sinh hơn. Đấy, bên trong nồi đây, nồi còn đẹp nhé các bác nhé. Không bị bong chóc sơn chứ, không bị bong chóc gì hết. Đáy còn đẹp này. Đáy đủ còn đẹp. Những lớp gioăng cao su của nó cũng còn ok nhé các bác nhé. Không có bị rách hay bị gì hết. Bi bùng đầy đủ đây các bác này. Và đây, con này thì thông số họ ghi bên đây. À con này là 3,2 lít rồi. Con này thì lại là 3,2 lít. 3,2 lít cái thùng ở đây, thùng. Còn thông số cái nguồn điện thì nằm ở bên đây. À cái này thì bên này thì lại thông số là 1 lít. Thành chữ nhật thì em không rành lắm cho nên là thấy bên ghi con này 1 lít các bác nhé. Mà điện 100, công suất 1200 này. Rồi em cắm cho các bác coi. Đồng hồ lên đầy đủ này các bác. Đồng hồ lên đầy đủ đây. Con này thì chức năng như con kia. Thì em thấy thiết kế nó cũng giống giống. Đây điều chỉnh giờ nấu này. Rồi. Đầy đủ các bác nhé. Tất cả các nút hoạt động đầy đủ này. Đâu này. Đấy. À phải ấn cái này thì mình ấn được những cái điều chỉnh được những cái này. Hoạt động ok các bác nhé. Mã C5 là 750k.
Dạ, tiếp theo là mã C6 ạ. C6 em lên một cái C6 thì em lên một cái ống nhòm các bác nhé. Cái ống nhòm này thì của hãng Balileo này. À, ống nhòm này thì nó đi kèm theo là nó có một cái túi da như thế này các bác, một cái túi vải như thế này. Thì cái này phù hợp cho các bác là mình đi chơi, đi du lịch dã ngoại này, đi chơi đi du lịch dã ngoại. Đấy, thì mình mang đi để ngắm cảnh chẳng hạn thế, cắm trại trước. Thì cái này có thông số của nó là 20 x 50, 168 mét cho tới 1000 mét các bác nhé. Thì tùy theo mức độ điều chỉnh. Và ống nhòm thì có thể bẻ lên bẻ xuống, gấp lên bẻ lên và gấp xuống như thế này thì nó sẽ phù hợp hơn với những ví dụ như chỉnh điều chỉnh cái tầm mắt của mình nhìn sao cho nó thích hợp nhất ấy. Và đi kèm theo cái này thì có hai cái miếng cao su bảo vệ ống kính như này các bác nhé. Đấy, có hai miếng cao su nhỏ để bảo vệ ống kính như này. Thì cái này sẽ là cái chỉnh độ nét đây, ở bên này sẽ có một cái để điều chỉnh độ nét, nó có thể là vặn ra vặn vào như thế này đấy, thì là điều chỉnh độ nét. Và zoom xa zoom gần thì ở cái nút này các bác nhé. Ví dụ các bác đây, khi mà vặn cái này thì cái này nó sẽ thụt ra thụt vô đấy, nó sẽ như thế này các bác đấy. Thì là tức là mình muốn zoom xa zoom gần đấy. Hàng ok hết các bác nhé, kính cũng là không có xất xước gì hết đây các bác này. Đấy, hàng rất là đẹp nha các bác nhé, tất cả đều có cái miếng cao su để bảo vệ cái mắt kính của nó đây. Đấy, thì cái này cái chiều dài của cái này thì em đo được là tổng là 19 cm nha các bác nhé, nó sẽ dài lên đây là 19,5 ấy. Và cái đường kính của hai cái ống ngắm này sẽ là 18,5 cm. Mã C6 là 450 nha các bác nhé. Các bác có thể mình mua về mình tặng cho con cho cháu, hoặc là các bác mua về xài nó cũng rất là ok nha các bác nhé. Mình có thể dùng ngắm cảnh chẳng hạn thế, nhiều khi đi chơi đi phượt đi du lịch dã ngoại thì có những cái này mình ngắm có thể phóng nhìn được, tầm nhìn sẽ rất là xa. C6 là 450 ạ. À, tiếp theo C7 ạ. C7 em lên một cái bộ ấm trà. Lên một cái bộ ấm trà cái hàng của Nhật nha các bác nhé. Đây, một bộ ấm trà của Nhật. Thì cái này nó gồm có mấy món như thế này. Đấy, nó có khay, có đĩa và có một đĩa. Đấy, có một đĩa và một cái khay. Cái chất liệu này bằng tre nha các bác nhé. Cái này là bằng tre này. Đấy, và trong này đi kèm theo thì có một cái miếng vải để cho mình có thể lau chùi này, và một cây dùng để gắp trà này. Cây này chất liệu cũng bằng tre nhé các bác. Đây, cây này chất liệu cũng bằng tre này, dùng để gắp trà này. Đó, đi kèm theo là có những cái món như vậy. Và ở trong này đây, ở trong này thì sẽ gồm có một bình trà, một cái ống để mình để trà này. Đây, có một cái bình trà và một cái ống này để mình để trà nhé các bác. Đây, có một cái hũ để mình bỏ trà vào đây. Đấy, sẽ có một cái hũ để mình để trà vào đây. Và có một cái ấm như thế này. Tất cả hàng hóa là không có bị vỡ hay sứt mẻ gì các bác nhé. Các bác nhận hàng kiểm tra hàng là hàng gửi đến các bác là không có tình trạng là không có bị vỡ hay sứt mẻ gì hết. Đấy, có một ấm nắp nước đầy đủ nhé các bác. Nắp nước đầy đủ này. Và đi kèm theo là có 2, 4, 6 cái ly nhỏ này các bác nhé. Đấy, có 2, 4, 6 cái ly nhỏ như thế này. Thì đây, không có bị xuất xước hay vỡ gì hết nha các bác nhé. Thì các bác nhận hàng kiểm tra hàng giúp em. Đấy, một bộ nó gồm các cái món, gồm có đây, một bộ gồm có ly, có khay, có khăn và có ấm trà, có bình trà và có cây gắp trà như thế này. Giá của nó, giá của cái bộ này là 200k nha các bác nhé. C7 là 200k này. C7 200k. Một bộ ấm pha trà của Nhật. Và tiếp theo là C8. C8 thì em lên một cái cây xẻng đa năng nha các bác nhé. Vừa xẻng vừa cuốc và có một đầu nhọn này dùng để cuốc đất cứng. Cái xẻng này thì là của hãng Con Voi nha các bác nhé. Đây ạ. Cái này thì của hãng Con Voi đây này. Đấy, nó có hình con voi đây các bác nhé. Và có chữ đây. Cây này thì cũng hàng thì cũng đã qua sử dụng và để kho bãi lâu ngày ấy, thì cái bề mặt này thì nó hơi xấu một chút này các bác này.
hơi xấu một chút, nhưng mà đằng sau này cũng còn tương đối đẹp nha các bác nhé. Đấy, cán sát cán sủng thì còn tương đối là đẹp. Cây này thì mình, các bác có thể mình ở đây có một cái ốc như thế này, thì các bác có thể mình vặn vào như thế này. Đấy, thì mình sẽ thành một cái cây xẻng nha các bác nhé, sẽ thành một cây xẻng xúc. Và khi mình xả ra như này. Đấy. Ấy à. Đấy, thì vặn vào như thế này thì mình sẽ thành một cái cuốc nha các bác nhé, cây cuốc và có một cái đầu cuốc chim như thế này. Cái này thì em chưa vặn chắc này. Đó, các bác vặn chắc cái này vào thì sẽ thành một cây cuốc và cây cuốc chim luôn. Cán cũng là còn ok này các bác. Cán còn ok, sơn rất là bong chóc rồi. Nhưng mà cán thì còn đẹp nha các bác nhé. Nên là nó không có bị dỉ xét gì nhiều ấy. Đấy, đây hình thức của nó đây các bác. Thì em đo là cái chiều rộng của lưỡi sử dụng thì em đo được là khoảng hơn 14 này, gần 14,5. Tổng chiều dài của lưỡi cái cây này em đo được là 18,5. Còn tổng chiều dài cả cái đầu này thì sẽ là được khoảng độ 39 nha các bác nhé, 39,5 ấy. Đấy. Xẻng thì tương đối là dài. Mã C8 là 280k nha các bác, C8 280k, một cái xẻng con voi này các bác. Và con voi. Đó, tiếp theo là C9. C9 thì em lên một cái xẻng, cái xẻng này thì của hãng Salet này, Salet Cell. Thì cái xẻng này cái này thì chỉ có lưỡi thôi, cái này thì chỉ còn lưỡi thôi. Hôm bữa thì cái này em đóng chốt ra để tháo nốt cái này ra, nhưng mà em quên em chưa đóng, thì chút nữa em có mài rồi, nhưng mà hôm đấy kiểu nó vội quá cho nên em chưa đóng ra. Thì tí nữa like xong thì em sẽ đóng cái này ra. Cái này em chỉ có bán lưỡi thôi, vì em về cái này nó bị gãy cán lên này. Gãy cán. Cái bề mặt của nó ở chỗ này thì nó hơi bị rỗ nhẹ một chút, nhưng chất thép này còn em thấy nó còn khá là dày nha các bác. Xẻng còn khá dày và chất thép thì rất là cứng nha các bác. Cực kỳ cứng luôn. Thì em đo là cái chiều rộng của lưỡi sử dụng sẽ là được 22,3 cm. Tổng chiều dài của cái này là được 28,5 nha các bác nhé, 28,5. Mã C9 là 180 nha các bác. Đó, tiếp theo C10. C10 em lên một cái cây, cái này họ dùng kiểu như giống để cào hóa các bác, cào cỏ đất vườn hay là dùng để phát chặt cái gì đây thì em không rành nhé. Họ thiết kế khá, nhìn nó cũng khá là lạ nha các bác. Đấy, giống như kiểu làm cỏ rau cỏ khoai gì ở những cái rãnh nhỏ nhỏ ấy, hoặc là những cái vườn mà các bác làm cái khu vườn nhỏ ấy của mình ấy, thì các bác dùng cái này mình sạc cái cỏ nhẹ nhẹ cũng được nha các bác. Đấy. Ở đây thì có chữ này các bác này. Đấy, ở đây có chữ này. Chữ này họ dập như này, hàng này hàng rèn thủ công nha các bác. Hàng là hàng rèn thủ công này. Cái khâu của nó đây, còn cái tay cầm này thì là bằng tre nha các bác nhé. Cái này thì đúng là nó chỉ có lưỡi thôi, về có lưỡi thôi, nhưng cái này em mang đi là em chêm cán nha các bác, em đi mang đi làm cán. Thì thay vì cái gỗ ở đây bao nhiêu em mang đi làm cán thì họ làm cái cán, cái gỗ nó giòn và nó dở lắm. Vậy là em bảo là vậy, em bảo họ là làm cho em cái cán tre như này các bác nhé. Này, cái cán tre này, cây này là cán tre này, tre của cây le nha các bác. Nó rất là dai và rất là cứng, le rất là già nha các bác nhé. Đấy, hàng còn đẹp nha các bác. Cái sống là rất là dày này. Thì chiều dài của lưỡi sử dụng cái cây này thì em đo được là chiều dài của lưỡi sử dụng là được 14 nha các bác nhé. Bản rộng thì sẽ là được 4 cm này. Ở đầu này 4,5. Cái chiều dài của cán thì em đo được là 53 nhé, 53. Chiều dài của cán là 53. Còn đây sống rất là dày, nó dày tới gần 7 ly này. Chỗ này gần 7 ly và nó sẽ mỏng dần ra ngoài. Nhưng cái đầu ngoài này em đo cũng phải 3 ly rưỡi rồi. Đấy, khá là dày nha các bác nhé. C10. Mã C10 là 250k nha các bác. C10 là 250 ạ. Nó giống như một cái sạc cỏ ấy các bác, một cái sạc cỏ mini ấy. Đấy. Chất thép rèn thủ công rất là bền, C10 250 ạ. Tiếp theo C11 ạ. C11 em lên một cái cây lưỡi tương tự như vậy, nhưng mà cái cây này thì cái này cái cán khác cán nha các bác nhé. Cái cán này thì nó hơi bị xấu ở phần này, nó giống như kiểu nó bị cái này họ làm, em bảo họ làm nhưng họ là làm đưa cái cán vào thì nó hơi kém ở đây, nó hơi kém này. Đấy.
thì các bác về mình có thể để các bác xài cũng được, hoặc là các bác không thích thì các bác có thể thay cán. Nhưng mà cái cán này để xài thì nó vẫn là tương đối, có điều ở đây thì nó không được đẹp cho lắm thôi, nó có tình trạng nó giống kiểu bị mục hay gì đấy. Đấy. Đây cái lưỡi này thì em đo là chiều dài của nó cũng chiều dài là 14 16 nhé các bác nhé, chiều dài 16, bản rộng là 14 này, bản rộng 4 cm, bản này 4,5. Đấy, sống cũng rất là dày đấy các bác, sống rất là dày. Khâu chốt này kia ok hết các bác nhé. Ok hết. Chiều dài của cán thì em đo được là 56,5, 56,5. Mã C11 là 220. Tiếp theo là mã C12. C12 em lên một cái lưỡi cuốc nha các bác nhé. Một cái này như cái lưỡi sạc thì đúng hơn. Cái này như cái lưỡi sạc này. Đấy. Đây, hàng rèn thủ công nha các bác. Hàng này hàng rèn thủ công nha các bác nhé. Đây nó có những vết vằn vằn đây. Đấy. Cái hàng này thì xài cực kỳ là sắc bén nha các bác nhé. Xài cực kỳ sắc bén. Cái này về các bác chêm cái cán vào thôi là mình có thể dùng mình sạc cỏ rất là ăn nha các bác nhé. Rất là ăn cỏ. Đấy, tất cả các mối hàn này kia em có vệ sinh đâu đấy hết rồi. Mài vệ sinh hết rồi. Thì chiều rộng của lưỡi sử dụng cái cây này thì em đo được là 30, gần 32 nhé. Và nó cao là 15 nha các bác. Cao 15. C12 là 300k nha các bác. Cái này về các bác mua cái cán bằng tre chẳng hạn thế. Hoặc là các bác chặt cây tầm vông, mua cây tầm vông thì các bác đóng cái cán vào đây nhé, mình nêm vào như cái cuốc ấy, là mình có thể dùng làm cái sạc cỏ rất là ngon nhé các bác nhé, cực kỳ sắc, cực kỳ sắc. Sạc cỏ hoặc là cuốc đất mềm ấy là cực kỳ ok luôn. Hoặc là các bác mà dùng cái này đào hồ chẳng hạn thế, cầm những cái này vì bản nó rộng mà mình đào hồ rất là nhanh. C12 là 300k. Tiếp theo C13. C13 em lên một cái cặp cảo nha các bác nhé. Cặp cảo. Đây cặp cảo này thì cái thông số của nó là 50 x 150. Đấy, cái tay cầm vặn của nó thì là bằng gỗ đây. Đấy, cái này thì các bác mua về mình có thể là mình kẹp gỗ chẳng hạn thế. Thì cái này thì ví dụ như tùy theo cái bề này, độ dày của nó thì cái này em thấy là có thể kẹp hết cỡ được khoảng hơn 14 sen này. Kẹp hết thì sẽ được hơn 14 sen. Đó. Và nó có thể là đấy, kẹp tùy theo dày mỏng. Các bác ví dụ như mình làm thợ mộc, mình kẹp để mình dán keo chẳng hạn thế. Mình ốp keo này, hoặc là các bác mà làm hàn xì chẳng hạn. Thì các bác có thể dùng cái này để mình kẹp vào rồi mình hàn. Đây em lấy, em xin lỗi, cái này tới 15 cơ. Nó tới 15 nhé, phải 14 nhé các bác. 15. Đấy, nó rất là rộng. Đây. Còn đây là phần siết. Đây phần nhựa của nó đang còn đấy các bác nhé. Đầy đủ này. Đấy. Thì một cặp như này, C13 là 170 nhé các bác. Thì các bác làm hàn xì hoặc là làm mộc thì các bác có thể mua về mình sử dụng nhé các bác nhé. C13 là 170. Tiếp theo là C14 ạ. C14 thì em lên một cái cặp mà xẻng mini. C14 em lên một cặp xẻng mini. Cái cặp này thì gồm có hai cây. Đó, gồm hai cây. Có một cây, cây này thì cái lưỡi còn mới này và tay cầm bằng gỗ như các bác nhé. Còn cây này thì cái hàng này cũng đã hơi cũ cũ, thì tay cầm của nó bằng gỗ, nhưng ở đây người ta có bọc một cái lớp bằng nỉ, có bọc một lớp nỉ này. Đấy, đây, hình thức của nó đây các bác. Thì một cặp như thế này em sẽ đo cây này trước. Cái chiều rộng của cây này sẽ là được hơn 5 cm, 5,5 này, và nó cao là được 15 nhé các bác nhé. À, nó dài 15. Còn cái cây này thì lưỡi rộng là gần 8 cm và nó dài là được 14 nhé các bác nhé. Đấy, một cặp hai cây như thế này là 170 nha các bác. C14 là 170.
gồm hai cây này, gồm hai cây xẻng mini này, làm mình làm vườn trồng cây hoặc làm bonsai cũng ok các bác nhé. C14 là 170. Rồi, tiếp theo C15. C15 thì em lên một cái búa cao su nhé các bác nhé. Búa cao su. Búa cao su ạ. Cái búa này đây là đầu này thì có một cái dấu cộng như thế này. Búa hàng cũng đã qua sử dụng này, với vứt ở bãi nữa thì có bị xây xước. Cái bề mặt này thì em cũng trà cũng vệ sinh rồi, ở đây cũng bị xước nhẹ một miếng này. Đấy, nhưng mà các bác làm thợ xây chẳng hạn thế, các bác mua về các bác đóng gạch thì còn ok các bác nhé. Đấy, những cái cây này các bác mua về các bác đóng gạch ốp lát hay gì ấy, là còn ok này. Đấy, cũng không bị bể hay gì hết các bác nhé. Cũng không có bị bể gì hết, hàng đã qua sử dụng. Thế cái đường kính của cái này thì em đo được là hơn 5 sen này, nó khoảng 53. Và nó cao thì là được 9 sen nhé các bác nhé, cao 9 sen. Tổng chiều dài của cán là được 33,5. C15 là 180. Tiếp theo là C16 ạ. C16 thì em có lên một cái bào gỗ nhé các bác nhé. Cái bào gỗ này thì nó khá là hay. Cái cây này thì cũng rất ít gặp thôi, đi bãi rất là ít gặp. Thì đặc biệt là cây bào này thì đây ạ, họ lại bỏ vào một cái hộp như thế này các bác này. Cái phần lưỡi thì họ ghi lên này, cái gì cai cút này, các bon xeo gì đấy. Đấy, cây bào này nó như thế này. Đây, hình thức đây không có bị nứt vỡ gì hết, hàng còn mới và chưa qua sử dụng này. Và đi kèm theo có một cái hộp như thế này các bác nhé, nó có một cái hộp như thế này đấy. Và con nắp như thế này các bác này đấy, nó nắp vào như thế này. Cái này giống đấy, hình thức của nó là như này các bác nhé. Nó như một cái thuyền ấy. Đấy, nó như một cái thuyền. Thì các bác mua về mình lấy bào sử dụng cũng được, hoặc là hàng như hàng trưng bày cũng được các bác nhé. Đấy, khá là đẹp này các bác. Rất là đẹp. Dưới này cũng có tem tên của hãng hay gì đây này. BS5000P. Cai này. Đấy, đây là cái hộp của nó. C16 là 280 nhé các bác. C16 là 280 ạ. C16 ạ. Tiếp theo C17 ạ. C17 thì em lên một cái cặp mỏ lết nhé các bác nhé. Một cặp mỏ lết, một cây là của hãng Jisuke này, của hãng Jisuke. Và một cây thì của Toyota nhé, một cây của Toyota. Hai cây thì tình trạng còn đẹp, tất cả là đều là size 200mm các bác nhé. Đều là size 200mm. Hàng của Nhật các bác nhé. Da băng này, da băng. Đấy. Và có dấu zip của nội địa đây các bác này. Hàng này hàng dấu zip nội địa này. Còn hàng này Toyota, hàng trong gara nhé các bác nhé. Hàng trong gara. Thì em bán một cặp mà mỏ lết như thế này. C17 là 250k một cặp nhé các bác nhé. Nếu tính ra nó có 125.000 một cây thôi. Khá là rẻ. C17 là 250 ạ. Tiếp theo C18 ạ. C18 em lên một cái cây mỏ lết. Cây này thì của SK11 này. Alastel này. Đây dấu zip nội địa đây, hàng của nội địa Nhật nhé các bác nhé. Dấu zip của hàng nội địa Nhật đây các bác này. Đấy, hàng của nội địa Nhật này. Tình trạng là còn đẹp nhé các bác nhé. Răng lợi còn ok này. Đấy. Rất xi mạ còn mới còn đẹp. Cây này thì size 250 nhé các bác nhé. Thì cây này em đo thì nó sẽ dài là 25,5 nhé các bác. 25,5. Tất cả hoạt động trơn tru bình thường nhé các bác. Hoạt động trơn tru bình thường. C18 là 250 ạ. C18 là 250. Tiếp theo C19 ạ. C19 thì em lên một cây mỏ lết. Cây này thì của hãng Top. Của hãng Top này. Có dấu zip là hàng của nội địa Nhật nhé các bác nhé. Đấy, dấu zip là hàng nội địa Nhật. Đấy, lớp sơn xi mạ còn mới này. Cái lớp xi mạ là còn mới, không bị bong chóc gì hết các bác nhé. Hàng sử dụng nhẹ nhàng trơn tru nhé. Đấy. Và cũng cái độ dơ lắc rất là thấp nhé các bác. Dơ lắc rất thấp. Đặc biệt cũng cái chiều ngang này của nó rất là ít nhé các bác. Sử dụng những cái cây này mình vặn hay gì là nó rất là sướng. Nó ít khi nó bị tòe ốc lắm các bác. Đấy, nó vặn những cái con ốc cứng hay gì đấy, vặn rất là thích nha các bác. Cây này là size 250 này các bác. Chiều dài của nó sẽ là 25,5 này.
C19 là 250 nhé các bác. C19 là 250. Tiếp theo là C20. C20 thì em lên một cái cây đầu tự động, một cái cây đầu đa năng nha các bác nhé. Đầu đa năng thì nó gồm có nhiều đầu. Cái cây này thì nó gồm nhiều đầu, nó có các size là từ 8 ly này, và có 8 ly, có 10 ly, có và có 12 ly và 13 ly này. Đấy. 8 ly, 10 ly, 12 ly và 13 ly. Một đầu đó, nó có 4 đầu như vậy, và đầu bên này thì sẽ là 14 ly và 17 ly, đầu 17 ly, đầu 14 ly và đầu 21 ly. Và đầu 19 ly đấy các bác. Đầu 19 ly. Chất liệu cái cây này là thép không gỉ nhé các bác. Đó, thép trắng không gỉ này. Cây này của hãng Yamashiro này các bác, Yamashiro. Đấy. Thì tổng chiều dài của cái cây này thì em đo được, tổng chiều dài của cây này là được 25 cm nhé các bác, 25 cm. Thì cây này các bác mình có thể mình mua về sử dụng trong gia đình, hoặc là nhà mình làm tiệm sửa chữa Honda xe máy xe đạp chẳng hạn đấy, mình mua những cái cây này về mình sử dụng thì nó rất là tiện. Đó, vì nó có nhiều đầu đa năng ấy, ví dụ mình vặn con ốc nào hay mình cần cái đầu nào cái là mà mình sử dụng được luôn, vì cái cây này có thể là xoay 360 độ. C20 là 280 nha các bác. Đó, tiếp theo C21 ạ. C21 em lên một cái cây kìm, cây này thì của hãng Victory nhé các bác nhé. Cây kìm Victory có dấu zip của nội địa này, hàng này chỉ dành là hàng này hàng dành cho nội địa Nhật các bác nhé. Chất liệu của cái cây này là thép nguội nhé các bác, dòng này dòng thép nguội này đấy, thép đen thép nguội đấy. Thì tổng chiều dài của cái cây này thì em đo được 21 cm nhé các bác nhé, 21 cm. Thì răng lợi nó còn đẹp lên các bác này đấy, không có bị bể hay là bị vỡ gì các bác nhé. Còn đây là cái vết em cắt thử đây này đấy, hàng cắt còn ok nhé các bác, răng còn đẹp này. Đấy, bên này cũng vậy nữa đấy. Tất cả còn ok hết các bác nhé. Đấy. Tương đối là khít này các bác này. Đấy, hàng tương đối khít. C21 là 150k. Tiếp theo C22. C22 em lên một cây kìm chết, cây này hàng Nhật nhé các bác nhé, hàng của Nhật này. Đấy, một cây kìm chết tự động này, một cây kìm bấm chết tự động. Thì nó có cái ốc chỉnh ở đây, ốc chỉnh ở đây tùy theo cái độ cứng kẹp của các bác này, mình kẹp ít kẹp nhiều này. Đấy. Bóp vào một tay mình bóp nhẹ đây là nó sẽ lên thôi. Đấy. Ok các bác nhé, răng lợi đầy đủ này, không có bị sứt mẻ gì hết các. Lớp sơn lớp xi mạ còn mới còn đẹp nha các bác nhé, hàng còn ok này. Tổng chiều dài của cái cây này thì em đo được là tổng chiều dài của cây này em đo được là 23,5 này, 23,5 cm. C22 là 300k nha các bác. C22 là 300k. Tiếp theo C23. C23 thì em lên một cái cây kìm mỏ nhọn nha các bác nhé. Cây kìm mỏ nhọn, cây này em là nguyên tem mác luôn, không khui. Thì cây này là hàng của Daiso Gia Bang này, Daiso Gia Bang. Cây này là đến có made in China này, made in China, nhưng mà hàng này hàng xuất Nhật các bác nhé. Đây tem mác đầy đủ này. Đó, hàng này hàng xuất Nhật nhé. Đó. Thì tem mác đầy đủ ở đây. Hàng xuất Nhật này. Và đây có chữ Gia Bang đây và Daiso Gia Bang này. Tất cả thông số kỹ thuật đều nằm trên này các bác nhé. Đấy, đây là chỗ này made in China, hàng China xuất Nhật này. Đấy, một cây kìm bỏ nhọn. Thì cây này em chưa khui ra hàng còn mới còn ngon nha các bác nhé. Hàng còn mới còn ngon luôn. Là C23 là giá nó 100k nha các bác nhé. Đó, một cây kìm bỏ nhọn này. Hàng này là hàng Trung Quốc xuất Nhật dành riêng cho thị trường nội địa Nhật Bản các bác nhé. Thì nó còn nguyên các cái vết kim bấm ở đây. Hàng em chưa khui luôn, để nguyên vậy luôn. Đấy, C23 là 100 ạ. Tiếp theo C24 em lên một cây cưa cắt cành. Một cây cưa cắt cành cắt gỗ các bác nhé. À, đấy, thì các bác cái cây cưa này thì cái lưỡi cưa nó không bị gãy một cái bất cứ một cái răng nào các bác nhé. Tất cả còn đều hết, còn đều đẹp hết, còn sắc hết các bác nhé. Em cắt thử rồi và test luôn rồi. Hàng ok. Ở phần trên này có chữ đây. Đấy, có chữ Nhật ở đây các bác này.
có chữ Nhật đây. Bên này cũng có luôn. Đấy. Đây ạ, tem mác đầy đủ này các bác. Chiều dài của lưỡi sử dụng cái cây này thì em đo được là khoảng 22 cm. Tổng chiều dài thân cán là 49,5. Bản rộng thì sẽ là được nó khoảng 3,5 cm các bác nhé. Bản rộng khoảng 3,5 cm. Dày khoảng độ 1 ly, dày hơn 1 ly một chút các bác nhé. C24 là 100k nha các bác. C24 100k. Và tiếp theo C25 ạ. C25 em lên một cái cây cưa. Cây cưa vừa cưa gỗ vừa cưa cành luôn. Đấy, cưa gỗ cưa cành. Các bác có thể mình làm vườn, làm bonsai hoặc là làm thợ mộc cũng được. Đấy, thì các bác mình có thể mua về mình sử dụng. Thì cây này thì ở đây thì có một cái lẫy đây. Cây này thì mình có thể gấp gọn vào như thế này. Đấy, cây này có thể gấp gọn như vậy. Trên thân cưa thì người ta có khắc chìm dập nhiệt ở đây các bác nhé. Đấy, tem mác này. Đây, tem mác đầy đủ đây các bác nhé. Tem mác này. Đấy. Ở đây sẽ có một cái lẫy khóa như thế này các bác. Đấy. Khi bẻ lên thì nó sẽ tự khóa lại. Thì cái cây này họ thiết kế là một bên trên ấy là răng, phần răng cưa là răng thưa, và bên dưới sẽ là phần răng cưa là răng nhuyễn. Đó, răng nhuyễn. Chiều dài của lưỡi sử dụng cái cây này. Chiều dài lưỡi sử dụng cái cây này em đo được là 21 cm và tổng chiều dài là 49 cm. Tổng chiều dài là 49 cm. Bản rộng của lưỡi là được 4,5 nha các bác nhá, 4,5. C25 là 100k. C25 là 100k. Tiếp theo C26 ạ. C26 thì em có lên một cái cây câu liêm nhỏ như các bác nhé. Cây câu liêm này nhỏ. Cây này thì trên này thì vẫn còn tem mác ở đây, chữ nghĩa đầy đủ này. Đó. Ở đây do vật nặng đè vào đây thì nó vết này, thì em có chà vệ sinh sơ qua rồi. Đấy, sơ qua rồi. Về phần tay cầm của nó là tương đối, nó không hề bị vỡ hay là bị nứt ở bất cứ điểm nào các bác nhé. Đấy. Lòng này dòng mài một mặt đây các bác này, hàng rèn thủ công nhé các bác. Đây, hàng rèn thủ công đây. Để chiều dài của lưỡi sử dụng cái cây này thì em đo được là 11 cm này. Và tổng chiều dài thân cán cái cây này thì em đo được là 42 cm nhé các bác, 42 cm. Lưỡi bản, cái bản lưỡi thì khá là dày, nó dày chắc phải tới 3 ly rưỡi các bác, dày 3 ly 3 ly rưỡi. Thì cái cây câu liêm này mã C26 là 130 nhé các bác, C26 130. Dòng mini các bác nhé, mình dùng dọn vườn, dọn rẫy hoặc là dọn những cái cây mà khu vực nào nhiều dây leo chẳng hạn, thế mình cầm mình quặc, hoặc là đi quặc những cái cây dừa nhỏ chẳng hạn, vườn dừa của mình ấy, một cây dừa nhỏ mình có thể cầm mình quặc vì nó rất là sắc bén các bác. C26 là 130. Tiếp theo C27 em lên một cái lưỡi câu liêm, một cái lưỡi câu liêm. Mình có thể cây lưỡi câu liêm này là dùng để giật cành trên cao nhé, hoặc là cao thấp gì thì tùy theo các bác. Thì cái cây này thì họ thiết kế là có một cái ống sắt như thế này. Đấy, có một ống sắt như thế này. Thì các bác mình có thể là lấy cái đoạn típ cũng được. Cái ống típ sắt ở ngoài ấy, ngoài thị trường họ bán sắt cây ấy, thì các bác mua về các bác đút vào đây thì các bác hàn trực tiếp vào thì nó sẽ thành một cây câu liêm dài ngắn thì tùy ý. Hoặc là các bác mà ở quê thì mình có tre tầm vông ấy, thì mình có thể chặt và mình đưa vào đây. Đấy, thì mình có ở đây có một cái lỗ đinh như thế này, có một cái lỗ đinh như thế này, các bác đóng vào sẽ là chốt nhé. Thì tùy ngắn dài tùy theo các bác, thì mình có thể dùng để giật cành ở trên cao nhé các bác nhé. Ở đây thì có một cái phần lưỡi như thế này, thì kiểu ở dưới này mình dùng để thục lên nhé các bác. Mình thục lên chặt trước một miếng ấy, xong cái ở phần lưỡi này mình mới khoạc xuống như thế này, thì là để mình gọi là giật cành ở trên cao đấy các bác. Đấy, dùng giật cắt cành trên cao ấy. Đấy, thì câu liêm này hàng rèn thủ công đấy các bác này. Hàng này hàng rèn thủ công, nhìn nó khá là lạ nhé các bác nhé. Cái cây này thì em đo là chiều dài của bản, chiều dài của lưỡi sử dụng là được 17,5 nhé các bác nhé. Đấy, đây hình thức của nó đây này các bác. Hình thức nó đây. C27
là 270k, C27 là 270k. Đó, tiếp theo là C28. C28 thì em lên một cái thùng đồ nghề của hãng Toolbook đây các bác này, của Toolbook này. Hàng này thì hàng của Đài Loan xuất Nhật các bác nhé. Hàng này hàng của Đài Loan xuất Nhật này. Ở bên hai bên thì có hai cái chốt như thế này. Đấy, hai bên có hai cái chốt như thế này. Và đây có một cái lỗ để mình dùng để khóa thùng lại các bác nhé. Bác đi đâu hay sử dụng xong thì mình có thể mua cái khóa nhỏ mình khóa lại như thế này. Và ở trên nắp thùng ấy thì có sẽ có hai cái khay nhỏ như thế này. Đấy, có hai khay nhỏ như thế này. Mình dùng đựng những cái đồ vật nhỏ, ốc ác này kia ấy, hoặc là mũi khoan, mũi khiếc mà mình thường xuyên dùng thì mình để trên này. Đấy, nó có hai khay như vậy. Và bên trong này thì sẽ có một cái khay rời ra như này nữa và có tay cầm như thế này. Rất dễ dàng để mình dùng sách mang các bác nhé. Ở bên này các bác có thể đựng tô vít này, ở đây đựng những cái mũi khoan đấy, các cái ngăn nhỏ như thế này, tức là mình chia ngăn chia ô ra thì các bác sử dụng, các bác xài ấy, thì các bác lấy đồ nó rất là tiện đó. Và bên trong này ấy, mình đựng được rất là nhiều cờ lê mỏ lê các thứ này đấy, búa bụng này kia. Thì phần đế của nó sẽ bằng nhựa và phần xung quanh này tất cả thì sẽ là bằng inox các bác nhé, tất cả sẽ bằng inox này. Thì em đo là đây. Thì cái chiều dài của cái thùng này em đo được là 40 cm này các bác, 40, và nó rộng là 18 và nó cao thì sẽ là được 18 như các bác nhé. 18 C28 là 280k, C28 là 280k. Dạ, tiếp theo là C29 ạ. C29 em lên một cái bộ lục giác nha các bác. C29 em lên một bộ lục giác đây, BCTM này, BCTM. Cái bộ này là nó gồm có 9 cây nha các bác nhé. Nó có gồm 2, 4, 5, 2, 4 này, gồm 9 cây. Thì nó một đầu vuông như thế này và một đầu hình trái bí như thế này. Cái cây nhỏ thì sẽ là được 1,5 ly và 2 ly và 2,5 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly, 6 ly, 8 ly và 10 ly các bác nhé. Nó gồm 9 cây. Một bộ lục giác gồm 9 cây như thế này. Cái chất liệu là thép không gỉ này. Chất liệu CRV, thép không gỉ các bác nhé. C29 là 170k nha các bác. Đó, tiếp theo là C30. C30 em lên một cái bộ hộp đồ nghề. Hàng này là hàng của Mini Tool này. Hàng này hàng của Đức nha các bác nhé. Hàng của Đức. Đây ạ. Hàng này hàng của Đức. Đây, nó gồm có hai cây như này, Made in Germany này. Đó, Made in Germany. Đây nó gồm có hai cây như thế này. Một cây này thì nó có hai chế độ vặn. Thì đây sẽ là cái chốt lẫy của nó. Các bác bẻ sang bên này thì các bác vặn sang bên này. Đấy, và ấn xuống thì nó xoay chiều ngược lại. Thì nó phù hợp với các cái đầu. Đây, cái cây này thì nó sẽ phù hợp với các tất cả các cái đầu này các bác nhé. Tất cả các cái đầu này. Như em lấy ví dụ là em sẽ lấy một cái đầu này đi chẳng hạn thế. Em đưa vào như thế này. Đấy. Đây các bác. Đấy, nó sẽ như vậy. Thì nó gồm có rất là nhiều đầu. Nó gồm rất là nhiều đầu đấy các bác này. Thì một cái này nó gồm có, nó gồm tới 38 sản phẩm nha các bác. 38 sản phẩm trong một cái hộp này. Mà nó có một cái đầu này rồi. Thì bây giờ em giới thiệu tiếp cái là cái đầu đây nữa. Gắn sao này. Đây đây đây. Rồi đây các bác. Đây thì kèm theo là một cái đầu vặn như thế này. Nó cũng là có hai chế độ vặn nha các bác nhé. Trái phải luôn. Đấy. Đây, cần đây. Đấy. Thì cái bộ này các bác mua về thì mình có thể là sử dụng trong gia đình nhé các bác nhé. Mình sửa chữa điện thoại, điện tử hoặc là những cái món đồ mini của mình ấy. Đấy, nó gồm có rất là nhiều đầu này. Đầu sao này, đầu cộng, đầu trừ này. Và đầu tam giác này, đầu lục giác.
Đó, đầu lục giác và đầu bốn cạnh này. Đấy, đầu ba cạnh này, đầu u đấy. Có các cái con ốc đầu u đây các bác nhé. Đó. Thì một bộ như thế này. C30 là 350k nha các bác, một bộ đồ nghề hàng của Mini Tool của Đức nha các bác nhé. Mini Tool hàng của Đức Made in Japan này. Đó. C30 là 350 ạ. Tiếp theo là C31. C31 em lên một cái vòi xịt rửa xe của Kabushi nha các bác nhé. Kabushi. Đấy, cây này thì các bác mua về mình sử dụng trong tiệm rửa xe của mình cũng được, hoặc sử dụng trong gia đình cũng ok. Cây này vừa dùng để mình dùng để thổi hơi các bác nhé, một cây xịt hơi, vòi xịt hơi, hoặc là sửa chữa xe Honda chẳng hạn. Đấy thì các bác cần mình cần thổi những cái gì ấy, vì cái đầu vòi này của nó rất là dài, cầm xịt hơi nó rất là tiện nha các bác, xịt hơi rất là tiện. Thì chiều dài của cái cây này thì em đo được là tổng chiều dài của nó là được 29 cm này các bác, 29 cm. Thì cái này nó có sẵn một cái đầu như này rồi, về các bác chỉ cần gắn vào cái van là của cái vòi hơi là mình xài thôi, nó rất là ok các bác nhé. Đấy. Nút khóa, nút lẫy này đầy đủ này. Ở đây thì có một cái móc để mình treo nữa các bác nhé. Đấy, khi xịt xong thì các bác móc lên là các bác treo lên rất là tiện. C31 là 170k. Đấy, tiếp theo C32. C32 em lên một cái kéo cắt cành. Cây này thì của Nhật này các bác này, nó made in Japan ở đây. Ở đây cũng có chữ ở đây. Đấy. Cây này thì họ thiết kế cái phần tay cầm là có hai miếng gỗ ốp hai bên như thế này và có hai chốt. Đấy, phần tay cầm thì có hai chốt như này, lưỡi lủng ok các bác nhé, và không có tình trạng không bị bong bẻ gì hết, không có bị mẻ hay bị bẻ sức gì sứt gì hết các bác nhé. Chiều dài của lưỡi sử dụng cái cây này thì em đo được là 6 cm, 6 cm, và tổng chiều dài là 21 cm, 21 cm. Hàng khá là đẹp nhé các bác nhé. C32 là 280k. Tiếp theo C33. C33 em lên một cây kéo cắt cành nữa. Cây này của Made in Japan này, Made in Japan. Dòng này dòng thép không gỉ các bác nhé, thép không gỉ. Thiết kế rất là đẹp này các bác. Thì cây này lưỡi sử dụng sẽ là được 5,5 cm và tổng chiều dài của cái cây này thì sẽ là được 20 cm. 20 cm. Lưỡi lủng sắc bén này, lưỡi đầy các bác này, lưỡi đầy đây các bác nhé, lưỡi đầy, không có bị sứt vỡ mẻ gì hết. C33 là 330. Tiếp theo C34 em lên một cây kéo tỉa, cây kéo tỉa răm các bác nhé, cây kéo tỉa răm. Cây này là hàng rèn thủ công này, hàng rèn thủ công. Đây chữ nghĩa đầy đủ này, chỗ này có cái chữ hình ngôi nhà đây các bác nhé. Đấy, khâu chốt này, chốt đầy đủ đây. Lưỡi rất là dày nhé các bác, lưỡi rất là dày này, đấy, cực kỳ sắc bén. Thì chiều dài của lưỡi sử dụng em đo được là 5,5 cm, tổng chiều dài là 19,5. Một cây kéo tỉa cành, các bác có thể mua về mình tỉa cành bonsai hoặc là tỉa cây cảnh đều ok. C34 là 220. Tiếp theo C35. C35 thì em lên một cây kéo tỉa răm nữa. Cây kéo tỉa răm, cái cây này đây chữ nghĩa ha, chữ cây này có chữ hai mặt. Ở mặt này cũng có chữ này, mặt này cũng có chữ. Cây này thì hàng cũng đã qua sử dụng rồi các bác nhé, hàng này hàng đã qua sử dụng này, hàng còn đẹp nhé các bác, lưỡi lủng còn đẹp này. Đây nó có bị dính một ít keo ở đây thì em chưa có lau, nhưng mà lưỡi thì em kiểm tra còn ok nhé các bác nhé, còn rất là ok và sắc bén luôn. Lưỡi hai lớp thép nhé các bác nhé, dòng này dòng hai lớp thép này, đây các bác này. Ngoài dòng này dòng hai lớp thép nha các bác. Chiều dài của lưỡi sử dụng cái cây này em đo được là 3,5 cm. Tổng chiều dài là 16,5. Cây này đã qua sử dụng này các bác. C35 là 150 ạ. C35 là 150k. Tiếp theo C36. C36 em lên một cái cuộn cáp như thế này. Cuộn cáp Nhật nha các bác nhé. Thì cuộn này đây em sẽ đo là đây. Chiều dài nó khoảng 40 bột đây. Wow. Khoảng 50, mỗi vòng của nó khoảng 1 mét, thì đây em sẽ đếm là bao nhiêu vòng: 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, thì nó khoảng độ 24 mét các bạn nhé. Quận này khoảng 24 mét.
Đấy, 24 m này. Thì cáp là cáp 4 ly các bác nhé. Cáp này cáp 4 ly. Cáp 4 ly, 20 dài 24 m. Đó. Thì C36 là 200k các bác nhé. Thì cái cuộn cáp này này, các bác có thể mình mua về. Thì mình có thể mình dùng để căng hoặc là mình dùng để treo bơm chẳng hạn thế. Đấy, treo bơm hoặc là mình dùng mình căng làm dây phơi, hay là mình chằng mình cột cái gì mà nó cần cái sợi cáp này, thì cáp này nó chịu lực rất là tốt các bác nhé. Dòng cáp không gì này, nó chịu lực rất là tốt nhé các bác, cực kỳ tốt luôn. Đấy, C36 là 200 ạ. Tiếp theo C37 ạ. C37 em lên một cái cầu dao automat này. Cây này, cầu dao này dùng cho cái điện 3 pha các bác nhé. Ở đây thì trên này có ghi thông số đây, nó từ 110 đến 220 này, đến 460V. Đấy. Và đây là 110, 220, 35kA, 15kA, 460V là 15kA. AC 500V này. Đấy thì các bác thấy phù hợp thì các bác mua về các bác dùng. Cầu dao thì còn hoạt động bình thường nhé các bác. Đấy, cầu dao thì còn hoạt động bình thường. Hàng còn ok nhé các bác nhé, hàng cực kỳ ok luôn. Thì cây này là cầu dao 3 pha, nó có hai cái nút ở đây, thì em không biết để làm gì. Đấy, nút này vẫn còn bấm được đây các bác này, nút cái nút nhỏ này vẫn bấm được nhé. Rồi, C37 là 170k nhé các bác. Một cái cầu dao 3 pha. Tiếp theo là C38 ạ. C38 em lên một cái cây gậy đem đánh bóng chày. Cái cây này thì cái chất liệu của nó là bằng nhôm nhé các bác nhé. Chất liệu là bằng nhôm. Và phần tay cầm thì có bọc da như thế này. Cây này các bác mua về mình bỏ trên xe ô tô này kia, thì mình nhiều khi đi đêm đi hôm chẳng hạn, thế là mình coi như là một cái gậy phòng thân tự vệ chẳng hạn thế nhé các bác nhé. Nó khá là đẹp này các bác. Nó khá là đẹp. Ở trên cây gậy này thì có tem mác đầy đủ ở đây. Đấy, tem mác đầy đủ ở đây. Và đây nữa, à đây là tên hãng nha các bác, em xin lỗi, đây là hãng này. Và đây là tem mác ở đây này. Đấy. Thì tổng chiều dài cái cây này thì em đo được là 82,5 cm các bác nhé. 82,5 cm. Một cây gậy đánh gôn. À, một cây gậy đánh bóng chày. C38 là 420k. Đó, tiếp theo là C39 ạ. C39 em lên một cái cây dìu chặt nha các bác nhé. Một cây dìu chặt. Đấy, cây này có chữ nghĩa đầy đủ ở đây này. Ở đây thì nó đang có một cái vết nứt ở đây. Đấy, em tra cán là thì có một vết nứt ở đây. Nhưng em cái này thì nó đơn giản thôi, mình có thể là mình chấm hàn sơ vào đây, càng mình chấm hàn nhẹ một chút vào đây nữa là ok thôi cơ các bác ạ. Đấy, còn bên này thì ok nhé, không vấn đề gì, chữ nghĩa đầy đủ đây các bác. Đây, còn phần lưỡi là nó này, lưỡi thì cực kỳ là sắc bén. Cái này thiên về hàng chặt nhé các bác nhé, chặt hoặc bổ củi nhỏ nhẹ là ok này. Cái cán của nó rất là dài. Đấy, phần cán của nó rất là dài. Thì chiều rộng của lưỡi sử dụng thì em đo được là 6 cm, và tổng chiều dài sẽ là được 20, nó cao là 20,5 cm. Đầu búa thì sẽ là dày 3 cm nhé các bác nhé. Tổng chiều dài thân cán cái cây này em đo được là 80, cán còn đẹp, không có bị vỡ hay nứt bất cứ điểm nào. Cái cây này các bác mua về thì nếu mà bác nào mua thì em nói chung like xong thì em vẫn sẽ là chấm hàn lại những cái này vì nó bị nứt ở đây này. Đấy, nó chỉ bị nứt nhẹ một miếng ở đây thôi, thì em sẽ chấm hàn và mài lại cho các bác, nên các bác yên tâm nhé. Có phần búa khi mình chặt ấy thì chủ yếu lực tác động nó sẽ dồn từ đây xuống này. Trước kia bên đó người ta cứ cầm búa, người ta đập từ trên này, kiểu như là người ta kê vào cái gì người ta chặt ấy. Đấy, xong phải lấy búa ở trên này người ta táng xuống. Thì nó mới sinh ra nó bị nứt như thế này, chứ bình thường nó rất là khó. Chứ bình thường những cái búa rất là khó nứt những cái vết như thế này. Còn nứt như thế này mình chấm hàn vào cái rồi mài đi là nó hết các bác nhé. Đấy, chấm hàn mài đi là sẽ hết rồi. Thì C39 là 330k nhé các bác. Bác nào mua thì em sẽ hàn và em sẽ mài đẹp đâu đấy cho các bác. C39 là 330. Dạ, tiếp theo là C40. C40 thì em lên một cái cây dìu. Cái cây này thì nó khá đặc biệt. Cây này là dòng, cái cây này là dòng thép xanh nha các bác nhé, thép giấy xanh. Đó. Cây này là dòng thép giấy xanh, nhưng mà ở trên này thì đúng là nó không có chữ xanh.
nhưng mà theo đây có chữ là nó có cái dấu chữ là của làng nghề truyền thống sản xuất đây này các bác này, hàng rèn thủ công như các bác nhé. Khi em mài cái cây này thì em mới biết là cây này là thép dây xanh này. Đấy, khi em mài cái em làm cây này em biết thép dây nó cực kỳ sắc bén và độ bền nó rất là cao. Cái nó cái cây này thì cán là cán zin của nó đây, nhưng mà cái cán của nó thì đang bị rẽ một cái đường giữa như thế này, nó rẽ nứt rẽ một cái đường giữa như này. Thì cán thì vẫn còn cứng hơn chứ nó không phải mục cây gì hết. Thì cây này các bác mua về thì mình có thể là cho một ít mùn cưa vào đây giỏ 502 ấy, rồi các bác mài thì sơ đi thì nó sẽ chắc chắn lại thôi nhé. Còn không thì bác nào mà kỹ nữa thì mình có thể là mình thay ra cái cán khác để làm ra một cây rìu nó chất lượng hơn. Thường những cái dòng rìu thép dây xanh này thì cái giá trị nó rất là cao. Đấy. Còn bác nào chuyên về rìu thì các bác chỉ nhìn cây rìu sơ qua lướt qua thôi là các bác sẽ khi mà mài vào cái chất thép của nó thì các bác sẽ phát hiện ra là nó là cái thép dây xanh liền. Cực kỳ cây này nó đúng là nó rất là ít gặp nhưng các bác, nó dòng thép này rất ít gặp. Thì bản rộng của lưỡi sử dụng em đo được là 7,5, nó cao là 16 cm nha các bác, đầu búa thì khoảng 2,5 cm, thì tổng chiều dài của cái cán này thì em đo được là hơn 50 cm một chút. Mã C40 là 450k. Cái cây cây này thì nó nặng khoảng độ gần 1 kg nha các bác nhé, cả cán ở đấy nó khoảng độ 800 đến 900 g. C40 là 450 ấy, một cây rìu theo dây xanh này. Và tiếp theo C41, C41 thì em lên một cái cây rìu chặt nữa. Cái cây này cũng là hàng rèn thủ công luôn. Cây này cũng là hàng rèn thủ công luôn nên chữ nghĩa đầy đủ đây các bác này, nhưng nó hơi bị mờ một chút nhé, do để bãi lâu ở đây này. Những cái chữ đây. Đấy, những cái chữ ở đây này. Do để bãi lâu quá thì những cái vết ố ở đây nó bám hết vào cái chỗ chữ rồi, em đánh thì nó không ra đây cái dấu mộc chữ của nó, cái vết ố nó cũng đang bị bám vào nó rất là cứng. Đấy, bên này cũng có chữ đầy đủ đây các bác này, chữ nghĩa dấu mộc, và đây có người ta cũng có khắc chữ thủ công ở trên này luôn nhé các bác nhé. Đây này. Đấy, nhưng để bãi lâu ngày nó cũng nhăm, nó cũng rỗ rồi thì nó cũng bị mờ hết rồi. Ở trên này cũng có nguyên một dòng chữ đây, những cái chất, những cái con rìu con, mà đặc biệt cái cây này là cây ba lớp nhé các bác nhé. Rìu con rìu này là rìu ba lớp thép đấy. Bản rộng của lưỡi sử dụng em đo được là gần 7 cm này các bác, gần 7 cm, và nó cao sẽ là được 13,5, đầu búa sẽ dày 2,5. Cái này là cán em đóng rồi thôi, cái cán này thì sẽ dài là 39, cái cán này thì em gỗ thì là gỗ chuẩn của Nhật đây này, nhưng mà cái cán này em đóng vào thế phần chuôi cán này thì nó cũng đang, cái cán này thì nó bị vỡ mất một đoạn đầu ở đây. Cái này thì có một ít 502 giỏ vào với cả đây nó cũng vỡ nhẹ một miếng này. Thì các bác về các bác mình spa lại cái cán này cho nó đẹp này là ok các bác nhé. Cái cán này thì nó cũng không được đẹp lắm, nó chủ yếu được một cái cây này thì được một cái lưỡi thôi. Đó, nó được một cái lưỡi là chất thép cũng xịn rồi. C41 là 350 ạ. C41 là 350. Tiếp theo C42. C42 em lên một cây dao chặt. Cây cây này thì cây này dòng hai mặt nha các bác nhé. Cây này là dòng hai mặt. Dòng hai mặt này, cây này thì hàng còn tương đối là mới này. Cây này thì cũng chẳng. Đây, ở trên này thì có chữ C-Max này các bác này, C-Max. Chiều dài của lưỡi sử dụng em đo được là 14 gần 15 cm. Và nó tổng chiều dài thân cán sẽ là được 40 cm, 40 cm. Cái cây này thì cái sống lưng em đo được là 6 ly nhé các bác nhé. Sống lưng là dày 6 ly. Cán cổng này kia còn đẹp này các bác. C42 là 330k, C42 là 330k. Tiếp theo C43. C43. C43 em lên một cái cây dao. Cây dao này thì nhìn nó cũng hơi là lạ một chút đây các bác. Đấy, hàng rèn thủ công này, nhưng mà hàng còn tương đối là mới nhé các bác nhé. Hàng tương đối là mới, ở hai bên có hai tay cầm như thế này. Thì các bác mình có thể mua về mình chế cháo, mình làm dao chặt dao à mình làm dao thái cũng hay gì đấy thì tùy các bác nhé. Đây này, cái cây này, cái dao của nó, lưỡi của nó rất là dài. Thì cái lưỡi này thì em đo được là nó dài tới 33 cm, dài 33 cm. Thì tổng chiều dài em sẽ đo tổng chiều dài của nó là như thế này. Thì nó là được 62 cm các bác nhé, 62 cm.
bản rộng phần tay cầm sẽ là 6 cm này, ở phần giữa nó 6,5 cm nhé các bác, 6,5 cm, hàng tương đối đẹp các bác nhé. Sống dao, cái sống dao thì sẽ là dày 2 ly nhé các bác nhé, sống dao dày 2 ly, hơn 2 ly một chút đấy. Thì họ thiết kế như thế này các bác này, họ giống như kiểu họ bào cái gì ấy các bác, giống như kiểu bào vỏ cây hay là bào cái gì đây này, nhìn nó rất là lạ đấy các bác. C43 là 320, C43 là 320. Tiếp theo là C44. C44 em lên một cái cây dao chặt, một cây dao đi rừng nhé các bác nhé, một cây dao chặt, dao đi rừng. Cây này các bác mình có thể mình chặt cây, chặt cây hoặc là phát cành dừa hoặc là dây leo này kia đều ok nhé các bác nhé. Hàng chất thép là hàng rèn thủ công này, thép là thép rèn thủ công, mài hai mặt nhé các bác. Cái phần tay cầm, cái phần này thì cái lưỡi này em mang đi em làm đây này, thì cái này em mang đi làm cán đấy. Thì đợt này em làm thử cái già mấy cái cán là bằng tre nhé các bác nhé, tất cả bằng cái le này, hàng rất là già nhé các bác nhé. Cái tre này khi sử dụng thì đặc biệt của nó là nếu tre già ấy, sử dụng nó rất là dẻo dai, nó rất là dai nhé các bác nhé. Thì khi mình dùng mình chặt đấy thì rất là, nó rất là thích. Nhiều khi cái gỗ mà không chắc ấy, mà gỗ mà nó giòn là mình còn thua cái cán tre này cơ đấy, còn thua cán tre. Thì chiều dài của lưỡi sử dụng cái cây này thì em đo được đây, chiều dài của lưỡi sử dụng em đo được khoảng 20 cm, khoảng 20 cm. Tổng chiều dài thân cán của cái cây này là được 89,5 cm nhé các bác, 89,5 cm. Sống dao thì khá là dày, sống dao ở phần cán đây nó sẽ dày là khoảng 8 ly nhé các bác, 8 ly, và trên này sẽ là được 5 ly này, đi ra đầu ngoài này sẽ là được 3,5 ly, 3,5 ly này, gần 4 ly. Cái cây dao chặt đi rừng này, cây này thì các bác có thể mình dùng đi rừng cũng được và dùng xài ở nhà cũng được, chặt cây chặt cộ hoặc là phát cây nhỏ chẳng hạn thế, cây nhỏ này, với cả chặt cành dừa, cành diếc, dọn vườn diếc là đều ok các bác nhé. C44 là 320. Tiếp theo là C45. C45 thì em lên một cái cây dao, một cây dao đi rừng các bác nhé, một cây dao đi rừng. Dòng này thì dòng mài một mặt nhé các bác nhé, mài một mặt mà dòng hai lớp thép nhé các bác. Đây lớp thép ghép của nó đây. Dòng cái lưỡi của nó thì là dài 19,5 nha các bác nhé. Đây cái size của nó size 19,5 này, chữ nghĩa đầy đủ đây các bác nhé, chữ nghĩa đầy đủ. Hàng còn đẹp này, trên tay phần tay cầm khâu chốt, khâu chốt đây còn ok này, và tem mác của nó đây. Cây này thì hàng giống như gần như là chưa sử dụng này. Ở phần mặt sau của nó thì đây, ở đây thì có một phần nó rỗ thì cũng hơi sâu một chút, vì cái này để hàng để ở kho bãi mà, cho nên là kiểu lâu ngày mà không ai đụng tới, không ấy, không nước non này kia ấy thì nó cũng bị rỉ, nó bị ấy như vậy, nó không còn nguyên vẹn, nhưng mà hàng thì còn tương đối là đẹp nhé các bác nhé. Đây phần lưỡi sử dụng này nó còn rất là dày nhé các bác, còn rất là dày. Đấy, lưỡi sử dụng lớp thép ghép nó lên đây thì ở đây nó chỉ bị rỗ nhẹ chút thôi, nó không ảnh hưởng gì đến cái phần lưỡi mình sử dụng nhé các bác. Thì bản lưỡi sử dụng của cái cây này thì em đo được là 20 cm này, 20 cm. Tổng chiều dài của cán là được 40 cm, và cái phần bản rộng phần tay cầm sẽ là 4,3, đi ra đầu ngoài này sẽ là được hơn 5 cm một chút. Đấy, hơn 5 cm một chút. Sống dao thì sống dao là dày 6 ly này các bác, sống dao dày 6 ly. Đi kèm theo thì có một cái hộp như thế này, có một cái hộp như thế này các bác nhé. Đấy, nó hơi cũ, cái này về các bác này. Các bác mình có thể mình lấy một ít xà bông ấy, mình đánh lên thì nó sẽ thành mới nhé. Chỗ này thì lấy ít keo 52 thôi, đó bác dán vào đây ịn nó xuống là sẽ ok này. Đấy phần da của nó đây, đấy ịn nó xuống kéo là nó sẽ sát vào như này thôi. Cái này thì thực tế thì em làm được thôi, nhưng mà bữa nay thì em đang có một chút việc nên hơi bận, cho nên có nhiều cái thì các bác thông cảm nhé. Các bác mua về các bác spa lại giúp em. Đấy thì kèm theo của nó là như thế này, đầy đủ đây các bác nhé. C45 là 650k. Tiếp theo C46 ạ. C46 em lên một cái cây global, lên một cây dao chặt global. Cái cây này đây, cây này của hãng global này,
Yushikin Romova 18 Stainless Steel ra băng đây các bác nhé. Đấy, 630g, cây này 630g. Chiều dài của lưỡi sử dụng cái cây này thì em đo được là 19 cm. Bản rộng phần tay cầm thì sẽ là được 8 cm, đi ra đầu ngoài này sẽ là 8 cm. Tổng chiều dài thân cán cây này là được 30,5 nhé các bác nhé. Và cái độ dày của nó sẽ là được 4,5 ly này các bác. Dày 4,5 ly. Hàng còn mới, chất liệu là thép không gỉ nhé các bác. Chất liệu là thép không gỉ. C46 là 330. Một cây dao chặt global. Cây này chặt sườn non và chặt gà chặt vịt ok các bác nhé. Và chân giò heo là chặt ok luôn nhé các bác. C46 là 330. Tiếp theo là C47 ạ. C47 em lên một cái cây dao chặt, cây này mài hai mặt, hàng dẹp thủ công nhé các bác nhé. Đây ở bên này có chữ, đây có chữ như gì mà có chữ là KWK này, KWK à, KWK này. Đấy thì cây này mài hai mặt nhé các bác nhé, mài hai mặt. Cây này như kiểu dòng ba lớp thép ấy. Cây này ba lớp thép nhé các bác nhé, ba lớp thép này. Cái này nhúng FECR3 nó sẽ lên là 3 lớp thép. Chiều dài lưỡi sử dụng em đo được là 13,5. Bản rộng phần tay cầm sẽ là gần 6 cm này. Đi ra ngoài này sẽ là được 6,5. Tổng chiều dài cán thì em đo được là 36,7 này. 36,7 khâu chốt đầy đủ chắc chắn nhé các bác. Sống dao dày, sống dao thì sống dao 6,5 ly nhé các bác. Gần 7 ly này. Sống dao 6,5 ly. C47 là 320k, C47 là 320. Tiếp theo C48, C48 em lên một cây Nakiri. Một cây Nakiri, cây này hàng rèn thủ công này. Ở trên thân, ở trên cán dao thì vẫn còn cái tem mà có hình có mấy người đang cầm búa với đang rèn đây các bác nhé. Đấy, đang rèn này. Như gọi được sản xuất từ cái làng nghề truyền thống ấy. Bề mặt dao thì còn sáng còn đẹp các bác nhé. Bề mặt dao còn sáng còn đẹp. Chữ nghĩa đầy đủ đây các bác. Thì chiều dài lưỡi sử dụng cái cây này em đo được là 16,5. Bản rộng phần tay cầm sẽ là 5 cm, đi ra đầu ngoài này sẽ là được 4,5 cm. Tổng chiều dài thân cán cây này là 31 cm. Đấy, hàng rèn thủ công đây. Ở đầu, ở phần đầu khâu của nó đây rất là dày nha các bác nhé. Và sẽ mỏng dần ra ngoài này. Những cái cây này các bác dùng thái rau thái thịt nó rất là sắc bén này. Mã C48 là 320k. Đã, tiếp theo C49 em lên một cây Nakiri nữa. Một cây Nakiri. Cây này thì tay cầm bằng gỗ này, khâu thì bằng nhựa. Cũng là hàng rèn thủ công nhé các bác nhé. Đây, đây cái phần khâu của nó này. Phần khâu rất là dày nhé các bác nhé. Và sẽ mỏng dần ra ngoài này. Đấy, bề mặt thì còn tương đối đẹp này các bác. Bề mặt tương đối đẹp. Đấy, ở trên này thì chữ nghĩa đầy đủ đây. Và có hình con ngựa ở đây các bác này. Có hình con ngựa này. Đấy. Chiều dài lưỡi sử dụng em đo được là 16 cm các bác. Bản rộng thì phần tay cầm là 5, đi ra đầu ngoài này cũng là 5 cm. Tổng chiều dài của cán là 31 cm. C49 là 300k. Tiếp theo là C50. C50 em lên một cây đề 3. Cây này thì của hãng Takazuki, made in Japan này các bác nhé. Thì cây này dòng thép không gỉ, dòng mài một mặt luôn nhé các bác nhé. Mài một mặt mà thép không gỉ. Đấy. Và cái phần tay cầm của nó thì sẽ là được thiết kế làm bằng gỗ này các bác. Tay cầm thiết kế được làm bằng gỗ. Thì tổng chiều dài lưỡi sử dụng của cái cây này em đo được là 21 cm. Bản rộng phần tay cầm là 6 cm. Và nhọn ra ngoài. Sống dao dày 5 ly nhé các bác. Những cái cây này các bác mà là mình lạng phi lê này, lạng phi lê và làm cá hoặc là lọc thịt, chặt gà chặt vịt ok các bác nhé. Đấy, C50 là 400k nha các bác. C50 là 400k. Một cây đề 3. Tiếp theo một cây đề 3. Nhưng cây này hàng rèn thủ công nha các bác. Cây này là hàng rèn thủ công. Đấy, hàng rèn thủ công. Cái sống dao rất là dày. Phần tay cầm thì bằng gỗ. Và ốp của, và cái chỗ khâu của nó thì bằng thép đây các bác này. Khâu thì bằng thép. Ở đây thì có chữ của nghệ nhân người ta khắc. Nhưng mà cây này thì nó cũng hơi bị mờ rồi. Do cái cây dao này thì về em có mài và em có mài và em có làm vệ sinh lên rồi ấy.
đấy. Bây giờ em có dọn lại cây này nó sạch sẽ và nó đẹp lại đẹp rồi. Đây phần thép ghép của nó lên tới tới đây các bác nhé. Đấy. Thì chiều dài của lưỡi sử dụng cái cây này là được 19,5 nha các bác nhé. Bản 19,5. Bản rộng của nó là được 6,7 à 5,7, em xin lỗi, 5,7. Tổng chiều dài thân cán cái cây này thì em đo được là nó khoảng độ 4 34,5. Cái sống dao thì ở phần này sẽ là dày tới 8,5 ly này, 8,5 ly. Và phần giữa này nó được 7,5 ly. Rất là dày nhé các bác nhé. Một cây đề ba vừa dày vừa dài, bản này rộng. C51 là một cây đề ba hàng rèn thủ công. Lưỡi 19,5, giá 550 nha các bác nhé. Tiếp theo là C52. C52 em lên một cái cây dao Thái nhé. Cây này hàng của cây này là cây hàng hai hình người, hàng của Đức đây các bác nhé. Đấy, hàng hàng của Đức này. Nó hơi dơ một chút. Có gì em sẽ vệ sinh lại sau. Đấy, thì nó hơi dơ đầy vết đen, dơ dơ rồi. Nó hơi dơ chút. Đây hai hình người đây các bác này. Made in Germany đây các bác nhé. Cây này nó là dòng thép không gỉ này. Đấy, lưỡi khâu cán của nó đây. Cán thì độ ốp nhựa hai bên như thế này. Thì chiều dài của lưỡi sử dụng cái cây này thì em đo được là 20,5 cm. Nó là 20,5 cm. Tổng chiều dài thân cán là được 32, gần 33 cm. Hàng khá là đẹp nha các bác nhé. Hàng khá là đẹp. C52 là 320k, một cây dao của Đức. Cây này thì cái bản rộng phần tay cầm sẽ là 4,5 như các bác nhé, và nhọn ra ngoài. Sống dao thì dày khoảng 2 ly này. Sống dao dày hàng gần 2 ly, 2 ly ấy. Sống dao dày 2 ly. C52 là 320. Tiếp theo C53. C53 em lên một cây dao lóc. Cây này thì hàng chuyên lóc nha các bác nhé, hàng chuyên lóc. Đây, hàng đẹp này các bác này. Cây này thì ở trên phần khâu của nó đây, người ta có đóng cái chữ này là chữ khắc thủ công nha các bác nhé, chữ khắc thủ công lên này. Đấy. Thép rất là sáng, rất là đẹp nha các bác nhé. Tay cầm thì có ốp gỗ hai bên như thế này. Cái chất gỗ này là gỗ ổn định nha các bác nhé. Gỗ này gỗ ổn định này. Và có ba chốt này. Hàng khá là đẹp. Cây dao lóc, cây này dòng mài hai mặt nha các bác. Thì chiều dài của lưỡi sử dụng cái cây này thì em đo được là 19, gần 19,5. Tổng chiều dài là được 31,5 này, 31,5. Bản rộng phần tay cầm sẽ là được 3 cm. Sống dao thì dày 2 ly nha các bác nhé. C53 là 330k. Tiếp theo C54. C54 em lên một cây dao lóc nữa. Cây này đây, cái cây này thì có chữ hai mặt luôn. Đấy, cây có chữ hai mặt này, ở mặt này cũng có và mặt này cũng có, dòng này dòng mài hai mặt. Hàng cũng đã qua sử dụng rồi. Phần tay cầm của nó người ta cũng có ốp gỗ hai bên và chất liệu gỗ cũng là gỗ ổn định. Và có hai cây này dòng hai chốt các bác nhé. Dòng hai chốt này. Cây này các bác mua về mình lọc thịt thì khá là ok. Đấy, lọc thịt thì rất là ok. Cái chất thép rất là sắc bén nhé các bác. Thì chiều dài của lưỡi sử dụng cái cây này thì em đo được là 18,5. Tổng chiều dài là 30,5 cm. Bản rộng phần tay cầm là 3 cm nhé các bác. Sống dao thì dày gần 2 ly này. Dạ, sống dao là 2 ly nhé các bạn. Sống dao là 2 ly. C54 là 300k. Tiếp theo C55. C55 em lên một cái cây Santoku dòng Damascus các bác nhé. Damascus này. Đấy. Cây này vân Damascus này các bác. Vân Damascus thì là cây này tay cầm thì bằng gỗ đây các bác nhé. Tay cầm bằng gỗ này tương đối đẹp. Ở trên này thì người ta có viết chữ như thế này. Đấy, người ta có chữ như thế này. Hàng cực kỳ sắc bén nha các bác. Thì chiều dài của lưỡi sử dụng cái cây này là 17, tổng chiều dài là 30,5 nha các bác. Và bản rộng phần tay cầm là 4 cm. Sống dao dày 2 ly nha các bác. Cây này thái rau thái thịt thì cực ok luôn. C55 là 470k. Tiếp theo là C56 nhé các bác. C56 thì em lên một cái cây
Nhà em thì nó hơi bụi một chút, cho nên là hàng bày ra để lai là một lúc là nó sẽ có bụi. Tại vì khu anh bên cạnh nhà em, anh ấy làm ấy nó bụi lắm, các bác thông cảm nhé. C56 thì em lên một cái cây dao chặt. Cây này thì của hãng Kaio này, cây này thì của Kaio, chất liệu là SUS440C, carbon carbon này đấy, ở tất cả trên này thì nó thông số ở trên này hết các bác nhé. Đây tức là những cái thông số ở trên này. Cây này thì của hãng Kaio này, đấy, Kai. Đấy, dòng 3 lớp này các bác, dòng 3 lớp thép này. Đây phần lưỡi của nó đây, 3 lớp thép nha các bác nhé. Hàng hàng 3 lớp thép này. Đó. Một cây dao chặt. Mà cây này các bác có thể dùng, cây này là cây dao thái, thái với chặt gà chặt vịt các bác nhé. Cây này thái với chặt gà chặt vịt này. Cây này phù hợp cho các bác mình dùng gia đình cũng được, hoặc là làm quán, hàng quán mình thái dùng để thái thịt bò. Mình thái thịt bò thì cũng rất là ok này các bác. Rất là đẹp, rất là sang, chất liệu là thép không gỉ nhé các bác nhé. Chất liệu thép không gỉ. Thì chiều dài của lưỡi sử dụng cái cây này 20,5 cm. Bản rộng thì sẽ là được 9,4 cm. Ở đầu ngoài này sẽ là được 8,8 cm. Tổng chiều dài thân cán cây này là được 32,2 nhé. 32,2. Sống dao dày 2,5 ly nhé các bác. Sống dao dày 2,5 ly. Đi kèm theo cái cây này thì đặc biệt cái cây này các bác mua về mình dùng cũng được, hoặc là mua làm quà tặng cho người thân và gia đình cũng ok nhé các bác nhé. Đấy, đi kèm theo nó còn nguyên vỏ hộp như này. Cây này hôm nay em về nó còn nguyên vỏ hộp như này các bác này. Đấy, nó còn nguyên vỏ hộp như này. Ở phần này thì nó bị cạ đâu, nó bị chọc mất một miếng ấy như này thôi. Đấy, bên đằng sau này cũng vậy. Hàng đẹp nhé các bác nhé, còn nguyên hộp như này luôn. Đấy, cây này thì em bán là 1 triệu nhé các bác nhé. C56 là 1 triệu ạ. C56 là 1 triệu. Một cây dao phở nhé các bác. Dòng này dòng dao phở, và có thể chặt gà vịt ok luôn nhé các bác. Tiếp theo là C57. C57 em lên một cái cặp dao, một cặp hai cây dao như thế này. Thì em lên một cái cây dao nhọn như thế này. Đấy, và một cái cây dao Santoku này. Đấy, mặt có chữ này. Cây này thì em mới đánh gỉ, chưa có dọn lại gì hết nhá. Bác nào mua thì em sẽ dọn lại và sẽ mài lại lưỡi sắc bén cho các bác. Đấy, thì em còn hai cái cây dao như này nữa, thì hôm nay em xả cặp hai cây như này là C57 là 200k nha các bác. Đấy, C57 là 200k. Tiếp theo là C58. C58 em lên một cái cây dao mài một mặt nha các bác nhé. Cây dao thái mài một mặt. Đấy, cây này dao thái mài một mặt. Cây này thì cũng chỉ chặt nhẹ nhẹ thôi. Dòng này dòng hai lớp thép nha các bác. Rồi dòng hai lớp thép ghép của nó đây. Đấy. Tay cầm thì bằng gỗ khâu bằng nhựa đấy các bác. Thì chiều dài của lưỡi sử dụng cái cây này em đo được là 15,7 này. Bản rộng phần tay cầm là 4 này. Đi ra đầu ngoài này sẽ là 4 cm. Tổng chiều dài thân cán là được 29,6 này. Chữ nghĩa đầy đủ, hàng đẹp các bác nhá. Phần ở phần khâu vẫn còn tem đây. C58 là 250. Tiếp theo là B. Tiếp theo là C59. Nên là cái này là C59 các bác nhé, không phải là B. C59. C59 em lên một cái cây dao, cây này gọi là dao lóc cũng được, mà các bác ghép cành ghép cây cũng được, tức là nó nhiều mục đích để các bác sử dụng. Thì cái chất thép của nó đây, sống dao rất là dày, chất thép thì cực kỳ sắc bén rồi. Chất thép này thì cực kỳ sắc bén. Đấy. Cái phần tay cầm họ ốp gỗ hai bên, chất liệu gỗ là gỗ ổn định đây các bác nhé. Và cái này là ba chốt đồng nha các bác. Họ có ba chốt là ba chốt đồng. Thì chiều dài của lưỡi sử dụng cái cây này thì em đo được là 12,5, tổng chiều dài là được 24,5 cm. Bản rộng phần tay cầm sẽ là gần 2,5 cm, và đi ra được ngoài này. Đấy, nhọn dần ra ngoài. Sống dao là hơn 3 cm một chút. Sống dao dày hơn 3 cm một chút. À, hơn 3 ly một chút, em xin lỗi. C59. C59 là 250 nha các bác nhé. C59 250. C59. Mấy cái mã này em ghi nhầm à? Dạ, đấy em vừa ghi em nhầm mấy mã giờ em vừa ghi lại. Tiếp theo là mã C60.
C60, C60 thì em lên một cái cây Tanto. Cây Tanto này dòng thép không gỉ, dòng thép D2 đây các bác nhé. Thép là chất liệu thép là thép D2. Đã, thép D2 đây ạ. Đó, cự hàng thì cực kỳ sắc bén nhé. Và cây này thì từ phần lưỡi này họ thiết kế liền lạc hết cái phần cán như thế này. Ở phần tay cầm thì sẽ ốp gỗ hai bên, ốp gỗ hai bên và có hai chốt như thế này. Thì chiều dài của lưỡi sử dụng cái cây này em đo được là 13,5. Tổng chiều dài cả lưỡi và tay cầm thì sẽ là được 26 cm. Bản rộng phần tay cầm là được 2,5 cm nhé các bác. 2,5 cm thì đi kèm theo là có vỏ hộp đầy đủ như thế này. Đấy, vỏ hộp đầy đủ như này các bác nhé. Nhìn nó giống, hình thức là giống như một cái quạt. Đấy, tổng chiều dài của cái này thì em đo được là 27,5. Bản rộng này thì sẽ là được 3 cm nha các bác. Bản rộng là 3 cm. Và độ dày của nó thì sẽ là được 1 cm nha các bác nhé. C60 là 400k. Tiếp theo là C61. C61 thì em lên một cái cây dao. Cây này thì nó không có chữ nghĩa gì hết. Đó. Và cái phần tay cầm của nó thì thiết kế bằng nhựa. Cái hàng này cũng hàng các mua về, đứa mà mình mua về chơi thôi. Và thái rau, thái dợ, thái thịt rất chơi thôi, chứ còn cây này em cũng không thấy chữ nghĩa gì hết các bác nhé. Không thấy chữ nghĩa gì hết. Đây, khâu của nó họ thiết kế làm cái hình con rồng như thế này, hình đầu rồng như thế này, kiểu mang về chơi trưng bày cho đẹp thôi. Tay cầm thì bằng nhựa đây các bác. Thì chiều dài của lưỡi sử dụng cái cây này thì em đo được là 18,7 nhé các bác. Bản rộng này sẽ là được hơn 8 cm, đầu ngoài này sẽ là 8. Tổng chiều dài thân cán cái này là được 28. Nhìn nó tương đối là đẹp. Nó khá là đẹp. C61 là 170. Tiếp theo C62. C62 thì em lên một cái viên đá mài. Một viên đá mài. Cái viên này thì của hãng Katashiwa này. Katashiwa Nhật Bản mới ra băng này các bác nhé. Size 8.000 và size 3.000 này. Có một mặt trắng, một mặt đỏ. Một mặt trắng, một mặt đỏ. Thì chiều dài của cái viên này em đo được là khoảng 17,7 cm. Và bản rộng là 6 cm. Độ dày của nó là được 2,5 cm. Mã C62 là 200k. Đi kèm theo thì có đế cao su như thế này các bác này. Đế cao su để ốp viên đá vào như thế này. Thì các bác đặt xuống cái nền gạch men, các bác mài nó sẽ đỡ bị trơn, bị trượt các bác nhé. C62 là 200k. Vâng, thì mã C62 cũng là cái mã cuối cùng của cái video ngày hôm nay. Em xin chân thành cảm ơn tất cả cô dì chú bác anh chị đã quan tâm và theo dõi. Vì cô dì chú bác xem thì cho theo dõi thì cho em xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh. Em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại cô dì chú bác trong các video lần sau ạ.